Chào các bác anh chị, mời các anh chị và các bạn trở lại cái video tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay, sáng ngày mùng 2 tháng 7 2022. Thì công tác mua bán vải của anh em chúng em lại tiếp tục thôi. Nói chung là giá vải thì hôm nay giá vải đẹp, gọi là sốt hơn nữa các bác nhé. Đây đang tăng bo tại trong giữa làng em luôn, giữa làng Phì, Phì Điền đấy các bác. Đang hiện tại lên đến 34-35 rồi. Bán còn nhiều không Vinh? Vâng, còn hàng ấy à? Hàng lên 35 đi à? Sọt sọt nào? Sọt đây bố bố hết mẹ rồi. 40. Sọt sọt nhà Bính nhá. 35 á? Em đây đây chủ có một sọt đấy Bính. Ừ. Tí trả ra 35k. Tí nữa ra lại quay tiếp nhá. Nó chơi lộ đỡ lộ miếng của nó. Xem của Sơn được không? Của Sơn đây à? Bán bao nhiêu? 30 à? Bây giờ 35 đây à? Hàng sọt 35 rồi. Hàng nó đỏ rực luôn. Sơn bán mấy xe? À của Quân đấy. Quân được bao mấy? Bao nhiêu? Đầu vẫn chưa đến đầu ba. 29k. Từ sáng giờ là đã 3 xe, 2 3 xe ra về rồi các bác nhé. Giờ một xe kia mới. Đây nhá. 35 nhá. 35k. Lại càng ngày càng đắt. Này, xem cáp luôn. Đâu rồi? Này. Gì ấy, cháu thử mượn bảng giá cái nào gì ấy? Cháu mượn. Không nhớ ra đây. Giá. Cháu mượn bảng giá nhé. Yeah. Đó, đây. Đây. Đó. Đây giá đây các bác. 35. 540. Hàng rất là rõ luôn. Và sử viện luôn đúng không ạ? Ừ. Hàng sử viện. Sử phát đi viện đi anh. Sử phát đi viện. Tức là ốm là đi viện này. Dạ. Vâng. Sao? Đấy, giá rất là sâu rất đỉnh luôn. Để so các bác nhìn này. Cái mã này với cái mã này khác nhau luôn này. Đó. Đấy, khác nhau luôn. Đấy. 35 các bác nhá. Đây hàng 28k này. Anh Hân bán hết chưa anh Hân? Có anh hết chưa? Anh hôm nay cũng đi gọi đây gì? Để các bác ấy phải gọi hàng trong các ngóc ngách này, ở trong các ngõ này ra để gọi ra để bo, bởi vì dưới kia là có nhà bằng thủy cũng đang mua nữa, nên là đang cạnh tranh nhau mua rất là mạnh, nên là giá rất là cao các bác nhé. Đây là hàng, xin phép các bác là đây là đầu tiên ở trong clip thì em cũng xin chia sẻ là hàng loại 1 xuất khẩu đây, Thanh Hà, ngày mùng 2 tháng 7. Đó. Sọt này mấy triệu rồi Bính? Bảy triệu sọt này. Đến 9 triệu. Đến 9 triệu. Mình cần một phát mình không cần lấy sọt nữa về chứ. Vâng. Còn lâu tí tao tìm đấy. Còn lâu mới tìm được. 9 triệu. Bính tao giả tiền ai đâu chỉ cần nhớ là thế là sọt này tổng là được bao nhiêu em? 9 triệu 7, à 7 triệu 910 nghìn. Chết 7 triệu 9. Đúng rồi, 7 triệu 910 nghìn. 9 triệu 9. Hôm qua là 10. Hôm qua đó, một sọt vải gọi là xít 8 triệu. Mà, sọt nó chắc là cũng không nặng. 35 mà. Đó. Lên xe. Đây. Ở phía dưới này thì cũng đã một xe đi về rồi. Xe này thì là đầy ạc rồi nhé.
vải, nên là đây là ở trong cái đầu clip thì em xin chia sẻ các bác là cái giá vải loại 1 nhé. Còn thì ở tiếp theo các bác cứ cố gắng xem hết clip. Còn có xe hàng anh à, anh bán loại gì đấy? Vải ngọt à? Được mười mấy? 12 à? Thế còn được, em đi xe cóc hàng hàng loại chợ nên là em bán được có 7k các bác ạ. Các bác nào bán được 7k không? Đây, xe em đây, em vừa bán về xong này, tay vẫn còn đây, bẻ các bác ơi. Các bác nhìn thấy chưa? Tay vẫn còn đen xì luôn và vàng hết ấy. Thế nhưng mà thôi, cái hàng nào thì của đấy mà. Đó thì đang là tăng bo rất là quyết liệt luôn rồi nha các bác nhé. Giá đang đỉnh nhất là 35k. Đấy, các bác vừa nhìn thấy sọt ở trong cái bảng giá, và cái sọt một đếm một sọt là 7.910.000 một sọt đó. Đó thì các bác mua rất là mạnh ở trong này nữa. Đây một xe, đây xe nhà bằng thủy cũng đang mua đây và được một xe mang về rồi. Em tiếp tục đi gọi. Nói chung là trong làng em thì được mùa này, hay là vải đẹp nữa. Thành ra là các bác cái gọi hết ở trong các ngóc ngách này, này. Đấy, đi vào bo luôn tại vườn, đưa ra có giá tại vườn, cửa vườn luôn và chở lên xe luôn các bác ạ. Đó, làm vải đẹp bán thì có sướng không các bác? Đấy, còn nếu mà làm vải xấu như em đây này, đây là cái vải muộn các bác nha, nó bị chàm. Nên là em đi bán hàng xe cóc được 7k rồi. Một xe chở úp à lên rất là nặng nhưng mà có được có hơn 1 triệu bạc. Còn các bác ấy bán một cái được 9 triệu, gọi là 8 triệu đó. Đó thì các bác thấy giá nó khác nhau rất là nhiều đúng không ạ? Thì thôi bây giờ xin mời các bác sẽ cùng em ra phía ngoài đường nhé, để xem cái lượng vải ngày hôm nay thế nào và cái giá các loại hàng, các loại vải ấy. Tóm lại là giá thì loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại kiểu như thế thì nó ra sao. Thì các bác cố gắng xem hết video để cùng em tham khảo cũng như là cùng ngắm vải các bác nhé. Thì xin mời các bác chúng ta sẽ cùng đi ra phía ngoài kìa. Đấy, còn các bác thì vẫn đang mua ở trong này thì giá rất là đỉnh rồi. Em ra đến cổng ngoài phì đây các bác. Đường rất thưa và ít vải các bác nhá. Ít vải lắm. Đây còn này. Hàng được bao nhiêu rồi chú? 10.000 à? 10.000 là tốt lắm. Hôm nay có bán không anh? Em có anh ạ. Em bán hàng xe cóc rồi. Bán trong muối à? Vâng, hôm qua em bán trong muối anh ạ. Hôm nay ở hàng ở trong đấy nó đang sốt đến 35 đấy. Thanh Hà đẹp. Vâng, vải mình thì hàng đẹp nhất là như của chú mua đến 15 à. Đấy, ở đây hàng, nói chung là hàng đây là hàng tàu, gọi là tàu ương ương chứ chưa phải là tàu xịn các bác nhé. Đấy, tàu xịn nó là hàng loại 1 thì như ở phía trên cầu chat thì hôm qua và hôm nay em vừa điện thì thấy thông báo anh em là cũng giá 18-20 đó. Còn hàng ở đây thì hàng chung chung, hàng tàu chung chung đi xuất khẩu Trung Quốc, nhưng mà nó là hàng vải 2 thì chung chung đang 14 đến... Lại không bán được anh? À vâng. Đấy. Em xin phép nhé. Hàng này bao nhiêu vậy chị? Được bao nhiêu anh? 17 á? Đâu xem nào. 17k. Đấy vẫn là thành 17.000 này các bác. Rồi ok. Xe hỏng anh? Rồi bán 18 rồi. À vâng. Em bán hàng úp sọt rồi. Không thể tính tiền được, tiền chẵn được, phải tính tiền lẻ 7.000. Đó thì cái hàng này. Anh hôm nay có bán anh nhà không? Bao nhiêu? Có bán? Bán hả? Đấy, có bán đấy, hàng phía rất nhiều loại đây. 17k. Quầy bán đây bao nhiêu? 2 đồng. Em xem cái hố vừa xong ấy. 2 chục á? Không vào trong được muối à? Ừ. Bán trong đấy. Bây giờ đang lên 35. Bán ở cổng là mình chỗ nhà hơn đấy gì? Bán cho nhà bằng thủy hay nhà viện? À gì à? Đang bính là đang 35. Hàng nói chung là rất là đẹp. Nghe nha, nếu vừa bán 32 xong.
Đó. Nói chung là cái hàng này thì nó cũng rất nhiều giá là như vậy đây các bạn. Hàng 17k đây. Đó. Đây đống thành hà rất là to. Hôm nay chạy bao nhiêu tấn chị Lan? 10 tấn. 10 tấn à? Vâng. cân. Tính tiền khoảng gần một tạ chị chưa được 2 tạ. Nếu tính tiền loanh quanh trừ hết đi trừ khoảng 30 cân đi thì 202 trừ đi khoảng tầm mười mấy cân bì nữa thì còn khoảng tầm tính tiền nó rơi vào khoảng tầm tạ 8. Tạ hơn tạ 8 tí. Hàng của em được bao nhiêu em? 25 à? Không vào bên trong muối à? À trong muối mà vào đấy rồi à? À chỗ ngã ba trong đấy thì gì? À thì à? Ờ. Trong đấy, đấy trong vừa trong cái chỗ em vừa quay giá đầu tiên đi vào đấy giá 25 mà bây giờ thì cũng chỉ được 25. Vẫn 25k đây. Nói chung là cái hàng người ta giá mua cái mắt thợ mua nó chuẩn lắm các bác nhé. Nói chung là mình nói bảo mình phải rất là đẹp nhưng mà ra ví dụ các cửa nó giả giá nó chỉ chênh nhau không đáng kể các bạn. Ví dụ giả cái loại vải 18 thì chỉ 18 thôi. Còn ví dụ vải mà đẹp đến 35 thì có khi người ta sẵn sàng mấy cửa đều mua như vậy. Đấy tức là người ta mua rất là chuẩn xác. Cái đường bây giờ thì rất là thông thoáng các bạn, không có vải đâu. Không có vải luôn này các bác, thương lái vẫn đang ngóng. Bây giờ mời các bác lên phía trên cổng áp xem sao nhé, cùng em lên phía cổng áp. Hiện tại giờ những xe đây các bác nhìn này, những xe mua hàng sấy ăn e vải để trở về rồi này. Đó, tức là giờ khoảng bảy rưỡi hơn gì đó thì các bác mua rất là sớm rồi, từ năm rưỡi đã mua rồi, đến thời điểm này đã đủ rất nhiều xe để ra về rồi. Đó thì bà con cũng bán con thần này thì cũng đã vãn hơn các bác nhé. Vải với cả bình thường mỗi hôm thì giờ này vẫn đông nhưng giờ cũng đã vãn hết rồi. Để còn các khu vực khác như là Biển Động, Tân Hoa hoặc là Tân Sơn thứ thì vải có tắc đường hoặc là có đông không thì các bác cùng comment nhé. Bởi vì cũng có bạn cũng nói bảo lên khu vực Tân Sơn, Phong Vân quay đi nhưng mà em cũng chưa lên được các bác. Em cũng phải còn là bán vải rồi công việc ở gia đình đã. Khi nào thư thì bố trí mới lên được chứ còn chưa lên được ngay bây giờ. Đó, bây giờ nếu bây giờ em lên thì trên đấy cũng có khi bà con cũng bán xong rồi. Đó. Bây giờ mời các bác lên phía trên cổng áp nhé. Dọc từ đây lên cổng áp này các bác nhìn toàn xe to chở vải hết. Bao nhiêu chiếc xe đều để chuyên chở vải hết. Để mua vải, chở vải. Rồi chờ đóng vải lên. Trên này đường thì cũng rất là thông thoáng các bác ạ. Hàng này bao nhiêu Hiếu? 13-14 à? Ờ. Hàng đấy là hàng chung chung thôi chứ nhỉ? Tàu á? Đội anh hàng tàu ở trong làng anh đang cân đến 35 này. 35. Ờ. Cửa nhà sứ viện. Sứ viện. À, ừ, độ đến nhà văn hóa chứ nhỉ? Qua bên trong nữa. Trong ừ. Thế mua hàng chỉ hàng của em chỉ hàng tầm đấy thôi gì? Vâng, tầm đấy. Ờ. Rồi thế anh nhá, anh phi lên đây tí xem. Đó, hàng tàu nó có rất nhiều loại tàu. Tàu nó những hàng như thằng của em này nó chỉ mua khoảng tầm 13 14 thôi. Đấy, nhưng mà có người ta có lớp hàng người ta lại mua đến 17 18. Còn một số thì mua đến 35 8 đấy. À 33 35 đấy. Đường thưa quá, các xe đã đầy ạc vải này các bác này. Đấy. Cũng vải đẹp lắm. Đã rồi. Các cửa thì cơ bản là cân đã bắt đầu vào chuyển vào đóng hàng rồi các bác ạ. Mua được rất nhiều rồi. Đây, bà con còn đang vẫn đang chở ra đây đấy, vào phía trong cổng áp đấy.
thử xem nữa. Hàng Thanh Hà này. Dòng từng sàn một rồi. Đấy, thương lái phải dòng từng sàn một đấy. Lái ra đây giá làm sao? Nói chung là hàng này mười lăm vẫn không bán được hàng này, anh vẫn không bán 15k. Nói chung là thuận mua vừa bán các bạn ạ. Với nhìn vải, tầm vải cứ ra người ta giả. Cái này trả của anh em được trả bao nhiêu? 20 à? Trong giá 20. 20 không bán ra ngoài này đấy. Để đang chờ xem giá có được hơn 20 hay không đấy. Cao nhất đến bao nhiêu mạ quý? Mạ mua cao nhất đến bao nhiêu? 17 à? Đấy, chỉ trả đến 17 thôi. Đúng, đều đẹp. Đều đẹp. Cái này thì chỉ thế thôi. Cái này được bao nhiêu anh? 14k. Vâng. Hai tầng này. Đó thì tầm ở trên này giá vải là như vậy đây các bác nhé, 14, 15, 17k. Đấy, Thanh Hà đây. Còn vải ngọt thì đây, vải ngọt đây. 10.000 không bán. Vải ngọt này. Này nó đẹp mà. Vâng. Đó thì cổng áp này cũng rất là thưa các bác nhé, ít vải lắm. Nói chung là sức mua bây giờ rất là lớn, các xe, các cửa cân. Và giá thì các bác đều thấy rồi đấy, nhà hàng đủ các loại giá, đủ các loại hàng, đủ các loại kích cỡ vải. Rất là thưa thoáng. Thế giờ xin mời các bác lên phía trên cầu chép nhé các bác nhé. Các bác cố gắng xem hết video để xem là công tác mua bán vải của bà con trong ngày hôm nay như thế nào nhé. Xin cảm ơn các bác. Các bác đã luôn đồng hành với cả kênh Núi Đồi Lùng Ngàn. Bây giờ xin mời các bác lên phía trên ạ. Em đang đi lên thì đang vướng con xe công này. Các bác ấy chuẩn bị đóng hàng luôn này. Đóng bằng đá cây các bác nhé, đá lạnh. Các bác cũng có bác thắc mắc bảo thế hôm qua, ngày hôm qua bán 25.000 một cân hoặc 30.000 một cân, sau này bán 7 đến 10.000 một cân thế này. Thì phải xin thưa các bác là loại vải khác các bác nhé, và chất lượng vải nó khác các bác nhé, chứ không phải là giá hôm qua và 30 mà hôm nay em lại bán đi hàng xe cóc lại mấy nghìn đúng nhỉ, loại vải khác và chất lượng vải nó khác, kiểu như vậy. Để các bác dễ hình dung như thế nhé. Bây giờ em đang đi sau lên mấy tô theo sau cái sọt này của bác này, xem là bác này sẽ bán được bao tiền các bác nhé. Vải thiều chính vụ. Đấy. Ui xa. Để xe lên đến phố chợ Phì Điền. Hôm nay cao nhất bao nhiêu chú Yến? À vâng. Hàng đỉnh nhất thì được đến 18 không? 20 không? Đó, hàng đẹp kìa. Anh Duyên, bao nhiêu anh? Đâu sang xem hàng của ông anh nhé. Dài này cái xem. Đẹp quá. Vải làng chay đây. Từ anh Dương đây được bao nhiêu anh? Bao nhiêu anh? 18 á? Bán được nhiều chưa? Ôi hàng tươi thế. Ở sưởi ấm đi á? Đẹp quá. À đây rồi, ông anh đây rồi. Đừng mấy đấy, đã vào rồi. À vâng.
Bây giờ ai dám đổ xô lên đây anh? Ai ai đổ xô lên đây được đâu anh? Vải không đẹp được. Đấy. Hàng 18k này các bác. Vải kiểu chính vụ, nó đẹp. Đẹp rất là tươi các bác nhá, nó tươi mã và rất là đẹp luôn. Và tươi cực tươi luôn. Hàng ở trong sưởi ấm. À, anh được mấy tấn anh Duyên? 5-6 tấn à? Hàng rất là ok nhé. Ở đây còn cái sọt vừa ấy theo ông anh này không biết là được mấy nghìn đấy. Sau này được mấy, được bao nhiêu anh? 14 à? Và được. Đâu anh xem nào. Đó, giá 14k là được rồi. Đấy. Đấy, xem cân ở trên màn hình nhỉ? Cân điện tử luôn à. Và nói chung cân hàng rất là đẹp các bạn. Hàng đẹp 18k này. Vải thiều chính vụ. Vì đống vải thiếu sáng nên là nhìn nó không được đẹp, còn nhìn bình thường đủ ánh sáng nó rất là đẹp các bạn. À, vừa trao đổi với cả chú chủ cân vải đây thì người ta bảo nói chung là đẹp đỉnh thì người ta vẫn có thể mua được đến 20, nhưng mà nó chưa được đẹp lên đến đỉnh để 20 nên là mua đến 18 thôi. Đấy, xưởng đá này, để đi đóng vải đây. Đó. Đá cây. Đó thì bây giờ mời các bác lên phía trên khoảng tầm 1 cây số nữa lên đến ngã ba Cầu Chét nhé, xem vải ngày hôm nay thế nào nhé. Xin mời các bác ra cùng đi lên phía trên ạ. Em đã lên đến đầu Cầu Chét rồi các bác, đầu của phố Cầu Chét rồi. Các bác nhìn thấy những con container rồi xe rồi cái không khí đóng vải bán vải đây chị ạ. Đó, rất là nhiều. Gọi là buổi sớm hơn thì có lẽ là đông, nhưng giờ thì đỡ hơn các bác ạ. Có lại là các cửa đã cân đủ hết vải đây. Đó. Một số thì vẫn đang cân. Đấy, như vậy đây, vẫn đang cân. Giá ở hàng này thì vẫn là hàng đẹp rồi. Đấy, như cửa nhà Năng Đào, nhà Hải Luyến đều cân hết. Nói chung là ở phía trên này cái tốc độ cân vải của hàng đẹp này và hàng xô và các loại thì tập trung vào đây rất là đông các bác nhé. Và giờ thì cũng đang rất là thưa vải rồi, khoảng hơn 7 giờ 7 rưỡi một chút thôi, nhưng mà bà con đã bán cơ bản là cũng gần như đã xong buổi sáng này rồi đấy các bác. Đó thì chứng tỏ một điều là công tác tiêu thụ rất là tốt và bà con bán cũng rất là trôi chảy dễ dàng đấy. Đấy, xem cái hàng này thì được bao nhiêu tiền nhé các bác nhé. Bà Hiền, hàng đấy bao tiền bà? 15 à? Đó, đang mua với giá 15k. Vải ngọt các bác ạ. Vải ngọt 15k. Như là bác ấy có bán không? Bác ấy không bán kìa. Giá 15.000 nhưng không bán. Xem cái này. Em được nhỉ. Đây. Sọt. Dạ. Sọt này đang giảm 12.000. Mua cũng được rất nhiều hàng rồi. Mười hai k. Công tác thu mua và đóng luôn rồi. Còn có sọt thì trả 15 không bán, sọt trả 12 thì chưa bán. Trả mười mấy anh? Trả vừa mười mấy rồi. 12 à? Vâng. 12 không bán. Đó, anh không bán.
Thấy cái có người thì giống như kiểu đội em đi bán vải, trả 7.000 thì đã bán rồi, nhưng có bác trả 15.000 chưa bán, có bác trả 17.000 chưa bán, đó là như vậy. Còn với em, em ơi, hàng mới ra được. Hàng bây giờ em đang lên ngã ba cầu Chét đây rồi các bác. Hàng Thanh Hà đây. Nói chung là vải rất thưa các bạn, vải thưa và là không có vải. Và cái lượng bán của bà con cảm thấy thế là hơi ít. Chắc là các điểm cân ở phía trong nữa cũng sẽ đã cân rồi. Hoặc là ở các địa bàn khác như Tân Hoa nữa, rồi Sơn Động nữa, nên là lượng vải trong đây bà con không nhiều đâu. Còn giá ở đây như thế nào thì mời các bác chúng ta cùng xem nhé. Hàng này mấy nghìn anh ơi? Đó, 10.000 này. Đấy. Vừa đấy vào chơi bé đấy. Đó, anh thử xem nào. 10.000 này. À, vừa vào. Đó. 8K. Được 8.000 ạ. Vâng. Hàng này là hàng xe cóc này. Xe chợ, xe cóc, 8.000. Không ăn trứng. Mà còn rất là chàm này các bác này. Đó, chàm mã này. 8.000. Đấy, so với cả em bán sáng nay có khi em lại bán hớ. Đấy, buồn cười các bác ạ. Đấy, các bác còn đi mua dòng hàng rất là xa nữa đây. Đấy, có phiếu, có vé rồi. Người ta mua xong người ta đi theo cái người gọi hàng. Cửa cân và xe thì cũng đã tương đối là đầy các bác nhé, rất là nhiều vải rồi. Các cửa cân cũng tương đối là gần như kín cửa phun ở đây các bác ạ. Gần như tất cả các cửa nhà ở đây đều cân hết. Đấy, kín cửa luôn. Đấy. Và năm nay đến thời điểm này cái tắc đường rất là ít các bác. Đến thời điểm này các bác nhé, so với mọi năm thì dạ kênh YouTube chị ạ. Kênh YouTube ạ. Nó thì phải thấy rằng cái sức tiêu thụ rất là mạnh. À, dù rằng cái giá nó với cái mức độ này thì nó không được như kỳ vọng của bà con đâu, nhưng mà với chỉ cần bà con dễ bán là ok thôi các bác nhé. Đặc biệt là vải thiều chính vụ bây giờ đang chín rộ đây. Cho đúng 10.000 luôn. 10.000 một cân. Tạ là triệu. Thôi được tạ, soạt đấy khoảng tạ rưỡi, 1.5 triệu soạt đấy cũng được các bác ạ. Thôi thì cũng muốn hơn đấy, nhưng mà tầm giá thế nào thì ta bán thế đó đúng không ạ. Thế thì cập nhật cái giá với các bác một chút ở cái tình hình vải ngày hôm nay như vậy nhé. Thì đầu tiên là tổng hợp lại cái giá vải cao nhất nó đến 35 các bác nha. Loại siêu đẹp đấy nhỉ, 35 Thanh Hà đẹp. Đấy, như đầu clip, còn thì hàng đẹp vải thiều ngọt là 18-20, còn hàng sô thì trên dưới 10.000, hàng xe cóc, xe chợ, hàng sấy, tóm lại là trên dưới 10.000 các bác ạ. Đó thì xin cảm ơn các bác anh chị đã theo dõi và đồng hành với cả kênh Núi Đồi Lục Ngạn trong cái ngày hôm nay để cùng tham khảo giá vải cũng như là mua bán vải của bà con nhé. Vậy thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác anh chị. Em gặp lại các bác anh chị ở các clip tiếp theo. Để khi xem video các anh chị thấy bổ ích thú vị thì cũng không quên để lại lượt like. Hãy lượt like các bác nhé, cho một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn các bác.